Chào mừng các em đến với kênh Mái Trường Tuổi Thơ. Hôm nay thầy giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng Việt lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống, tuần 27. Để ủng hộ cho kênh của thầy, các em hãy bấm like và chia sẻ video này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, luyện đọc. Bình nước và con cá vàng. Một lần, thầy giáo nêu cho lớp của Irene câu hỏi: nếu tôi thả một con cá vàng vào bình nước đầy, nước sẽ như thế nào? Nước sẽ trào ra ạ. Cả lớp đồng thanh đáp. Nếu tôi đem số nước trào ra đó đổ vào một chiếc cốc, sẽ thấy lượng nước đó nhỏ hơn thể tích con cá vàng. Vì sao lại như vậy? Lạ nhỉ? Cũng có thể là cá vàng uống mất một ít nước, hoặc nước rớt ra ngoài cốc chăng? Lũ trẻ bàn tán rất hăng. Irene im lặng suy nghĩ. Ai cũng biết, khi một vật bị chìm trong nước sẽ dành lên đúng bằng thể tích vật đó. Thế mà hôm nay, thầy lại nói như vậy. Chẳng nhẽ lẽ, thầy thử học trò. Về nhà, Irene tự mình làm thí nghiệm. Cô bắt đầu bắt một con cá vàng thả vào cốc nước rồi quan sát. Kết quả lượng nước trào ra hoàn toàn bằng thể tích con cá. Ngày hôm sau, Irene kể lại thí nghiệm của mình cho thầy nghe. Thầy giáo mỉm cười. Ngay cả nhà khoa học cũng có thể sai, chỉ có sự thật mới đáng tin cậy. Ai chịu khó tìm tòi sự thật, người ấy sẽ thành công. Nhờ chịu suy nghĩ tìm tòi, sau này Irene đã trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Theo Vũ Bội Tuyền. Phần 2. Đọc hiểu. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Câu 1. Thầy giáo nêu cho cả lớp Irene câu hỏi gì? A. Nếu thả một con cá vàng vào bình nước đầy, nước sẽ trào ra bao nhiêu lít? B. Nếu thả một con cá vàng vào bình nước đầy, con cá sẽ như thế nào? C. Nếu thả một con cá vàng vào bình nước đầy, nước sẽ trông như thế nào? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Nếu thả một con cá vàng vào bình nước đầy, nước sẽ như thế nào? Phản ứng của Irene như thế nào khi các bạn trong lớp bàn tán rất hăng say về câu hỏi của thầy? A. Irene cũng đưa ra nhiều cách giải thích. B. Irene không quan tâm tới chủ đề đó. C. Irene im lặng suy nghĩ. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Irene im lặng suy nghĩ. Câu 3. Irene đã làm gì khi trở về nhà? A. Tự làm thí nghiệm như ví dụ của thầy. B. Lấy tạp chí khoa học ra tìm hiểu lý do. C. Hỏi bố mẹ về chủ đề thầy giáo nói. Đáp án chính xác của chúng ta là A. Tự làm thí nghiệm như ví dụ của thầy. Câu số 4. Sau này, nhờ đâu Irene đã trở thành một nhà khoa học nổi tiếng? A. Nhờ sự chịu suy nghĩ tìm tòi. B. Nhờ thật thà. C. Nhờ chăm học. Đáp án chính xác của chúng ta là A. Nhờ chịu suy nghĩ tìm tòi. Câu 5. Em ấn tượng nhất với hình ảnh câu văn nào trong bài? Vì sao? Ở trong bài này có rất nhiều câu văn, nhưng đây là một câu thầy giáo gợi ý. Chúng ta xem lại bài học, chúng ta thấy ở trong bài này có câu văn: chỉ có sự thật mới đáng tin cậy. Đây là câu văn. Đây chính là câu văn mang nội dung chính của bài. Câu chỉ có sự thật mới chỉ có sự thật mới đáng tin cậy là câu văn ấn tượng nhất với em. Vì nó cho em biết
Chỉ có tìm tòi nghiên cứu. Mới tìm ra được đáp án chính xác. Câu văn chỉ có sự thật mới đáng tin cậy là câu văn ấn tượng nhất với em vì nó cho em biết chỉ có tìm tòi nghiên cứu mới tìm ra được đáp án chính xác. Phần 3 luyện tập nối câu ở cột trái với các kiểu câu so sánh ở cột phải. Tiếng chim như tiếng nhạc, đây là cách so sánh âm thanh với âm thanh. Con voi to lớn như chiếc ô tô tải, đây là cách so sánh sự vật với sự vật. Bà như quả ngọt chín rồi, đây là cách so sánh sự vật với con người. Ngựa phi nhanh như bay, đây là cách so sánh hoạt động với hoạt động. Chúng ta vừa làm xong bài số 6, bây giờ chúng ta làm tiếp bài tập số 7. Hãy tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với các từ cho trước trong bảng dưới đây. Từ, từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa. Mẫu, chăm chỉ, cùng nghĩa là chịu khó, trái nghĩa là lười biếng. Thích thú, trái nghĩa với thích thú là thích chí là phấn khích. Chúng ta có thể tìm được thêm một vài những từ khác cũng cùng nghĩa với từ thích thú. Các bạn có thể điền vào. Trái nghĩa với thích thú là chán nản. Cùng nghĩa với thoải mái là dễ chịu. Trái nghĩa với thoải mái là khó chịu. Cùng nghĩa với béo là mập. Trái nghĩa với béo là gầy. Cùng nghĩa với may mắn là hên. Trái nghĩa với may mắn là rủi ro hoặc là xui xẻo. Dùng những cặp từ cùng nghĩa và trái nghĩa ở bài tập 7 để đặt câu. Mẫu, cò chăm chỉ bao nhiêu, vạc lười biếng bấy nhiêu. Chúng ta sẽ có từ thích thú với chán nản chẳng hạn. Về. Chúng em chơi đá bóng rất thích thú, không chán nản một tí nào. Mặc chiếc áo này rất thoải mái, không có cảm giác khó chịu. Em thì béo, bạn em thì gầy.
mua vé số. Cũng có người may mắn. Cũng có người rủi ro. Hoặc là chúng ta ghi là đánh bạc. Cũng có người may mắn, cũng có người rủi ro. Tuy nhiên những câu văn như thế này nó không được hay cho lắm. Nó cho nên chúng ta không sử dụng những câu văn này. Đặt câu hỏi khi nào, ở đâu cho các bộ phận được in đậm trong câu. Nắng làm bố đổ mồ hôi khi thu hoạch mùa màng. Ở đây có từ khi, khi thu hoạch mùa màng là bộ phận trả lời câu hỏi khi nào. Vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. Nắng làm bố đổ mồ hôi hoặc chúng ta có thể đặt câu hỏi khi nào bố đổ mồ hôi cũng được. B, lắng lên cánh đồng rất đông người làm việc. Để tìm cho bộ phận trả lời câu hỏi ở đâu thì dùng để chỉ địa điểm như cánh đồng. Chúng ta có thể đặt câu hỏi như sau: lắng lên ở đâu rất đông người làm việc. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em chữa phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng Việt lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.